nó bắn đây rồi, bắn đây rồi. Ok, 1 2 3 go. Rồi. Đi ăn ngồi dưới đất khó ngồi quá. Ngồi cái ghế đi mày. Để tao đi exercise cái bụng ở đây trước đã. Anh nói gì? Nam bộ đứng lên để exercise. Exercise đúng rồi. Để cho bụng nhỏ lên rồi xuống tiếp. Làm để trời ơi, kệ đi, hôm nay uống ghê vậy. Lớn. Có người uống mà. Mai nghỉ sót sót ghê không? Có tài không? Anh Phong, anh Phong Bill cũng bụng bự. Cả nhà đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống rồi. Mà lâu rồi không ngồi phải không? Đây là lấy ghế cho ngồi. Thôi thôi thôi. Thôi tao không có ghế, mình có ghế kỳ quá anh. Ê có Nhi hay là tao tặng mày bộ bàn ghế hả bạn? Hả? Ờ năm sau hả? Anh Duy dọn đi, anh Duy. Anh Duy em có bán cái bàn ghế nè. Có hả? Chuẩn bị dọn nhà mua bớt đi cho nó gọn. Ờ có bộ đồ đem qua cho nó đi, mình trả tiền cho. Để đem qua cho nó đi. Không có lấy hai bộ của mình gì đâu, ba bên này đi. Hai bộ mình hả? Nó cái nó thế của mình, mình để mình xài em làm gì vậy? Hai cho sáu ẩn cái ly. Đó. Dù trời khuya em vẫn đưa anh à, chị em vẫn đưa anh à, chị. Đó. Hay mà dặn dặn cái lương lên cho ông ca rồi. Ở bên bên đây kìa, cái tên boy đâu rồi? Uống con lóc liền, thấm dài mà xỉn rồi. Ca thêm câu nữa đi, sao rồi? Ca thêm câu nữa coi. Em đã nói anh là đừng tắm sông, tắm biển. Mà anh tắm sông, tắm biển làm chi cho mấy con cá lồng tâm nó rẻ 190 con chưa? Bận hả? Busy. Bận quá. Đâu cho cái.
Em bị anh Sáu giật chứ. Bị Sáu giật chớp rồi. Bị Sáu giật cái chớp của em rồi. Đây đây nè, rớt con kỳ kìa. Em mẹ. Dạ. Ôi trời gì vậy luôn. À, nó dạy với mày thôi à. Nó lắc mồ nó đặt. Nhớ lắc vô trực tiếp cho nó đó. Yeah.